không uống nước được đâu nhá. Uống nước là nó hóc thêm đấy, phải uống cái loại này này. Cái loại là cái gì đây? Cái loại cồn. Ôi, không không, uống cồn đây mà cháy hết cổ họng à. Chị thật à, thế đây là rượu mạnh. Uống cái này vào là nó sẽ mụt cái xương ra, là nuốt một cái là nó thôi luôn. Chú đừng có mà đùa đi, giờ phút này không có rượu chè nữa đâu. À đây. Chú ấy là chuyên chữa hóc cho gà. Ôi giời ơi, thế là tôi gọi lên đây luôn để xem có chữa được cho người không. Cái nhẫn của tôi. Nhẫn nào? Cái nhẫn lúc bác dẫn em lên em đeo ở đây này. Bác có nhìn thấy nhẫn không? Cảm ơn chú. Không, chẳng ai nhìn thấy gì đâu. Cảm ơn chú. Nhưng mà chú yên tâm. Cái nhẫn của tôi là rất quý giá, hiểu không? Chính là ông. Chính là ông nuốt cái nhẫn của tôi rồi. Ôi dở à? Lúc tôi tưởng nuốt cái nhẫn mà dễ à? Ông mà không nôn ra nhá, ông phải đền tôi 10 triệu. Hả? Cái gì? Tôi hẹn 8:30 cơ mà. Thì bảo hơn 8 giờ. Thì người ta đến hơn 8 giờ mà lại buồn cười thật. Hơn 8 giờ à? Ừ, hơn 8 giờ. Nhưng mà giờ này ông chồng tôi vẫn còn ở nhà chưa đi làm. Bây giờ ông mà nhìn thấy thì chết. Ồ hay. Giữ nguyên tư thế 10 phút. Giữ nguyên tư thế 10 phút. Chị ơi. Trời ơi. Alo. Chú Hóng à? Này. Đại họa. Đại họa rồi.